Ủa anh Thân? Ủa Long Anh đang làm gì vậy? Anh đang tính giới thiệu em quyển sách này nè Hay lắm Của cái ông tác giả này nè Nhưng mà anh thấy là cái quyển sách này ông tác giả hồi xưa ông nói cho em những cái triết học như thế này là từ năm 1600 mấy Năm 1700 gì đó Mà thời đó làm gì có công nghệ in Có hình ảnh đẹp như này mà sao bây giờ người ta có thể viết cho được quyển, Lại quyển sách này hay hay vậy ta Và cái thời bây giờ là người ta chắp bút lại anh Người ta ghi lại những cái gì mà ngày xưa đã nói với nhau rồi đã truyền lại cho nhau ấy chắp bút à Chấp bút chấp là bút là anh. Ủa anh nhớ là ghi lại mà nói lại là chấp bút chứ sao lại chấp bút em? Không, chấp bút đoàn là... ăn không có cả em đâu. Họ chấp đâu. bút mới đúng. Không tin ăn với em đi hỏi chuyên gia ngoài Ok, đi mình đi. Mình đi. Các bạn thân mến, theo các bạn từ nào là từ đúng? Chấp bút hay chấp bút? Trước tiên chúng ta tìm hiểu về từ chấp bút chấp là ghép lại nối lại làm cho liền lại thí dụ chấp tay sau lưng đi dạo chấp cánh cho những ước mơ chấp nhặt đôi lời trong chuyện kiều nguyễn du có câu lời quê chấp nhặt dông dài mua vui cũng được một vài trống canh Thấy chưa? Anh thấy cái từ chấp bút của em á nó chỉ là từ ghép nối chữ lại thôi chứ không phải là ghi lại. À. Chuyên gia vừa giải thích á, nhưng mà để hiểu rõ hơn á thì mình sẽ coi coi chuyên gia giải thích cái từ chấp, chấp bút, bút, bút. nghĩa là sao nha. À. Coi nè. Thứ đến từ chấp bút. Chấp theo nghĩa Hán Việt là cầm, nắm, giữ. Thí dụ, chấp chính là một tổ chức nào đó nắm giữ chính quyền chấp đơn là nhận đơn của người khác chấp hành là chịu trách nhiệm thi hành chương trình đã định trong tiếng việt chấp bút được dịch thành cầm bút nghĩa gốc là cầm lấy cây bút để viết về sau chấp bút được chuyển thành khởi thảo một tác phẩm hoặc thực hiện một văn bản nào đó theo đề cương có sẵn hoặc theo sự chỉ đạo của cá nhân hay tập thể nào đó hầu hết các tác phẩm hồi ký đều có người chấp bút đó là người làm nhiệm vụ ghi lại hệ thống lại những lời kể của ai đó để ra thành cuốn sách gọi là người chấp bút thế nên chấp bút mới là từ đúng các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ phong thanh hay phong phanh. Mến chào tạm biệt các bạn. À em hiểu rồi. Giờ mới biết chấp bút với chấp bút nó khác nhau như thế nào. Thì đây là chấp bút mới đúng chứ không phải là chấp bút. Thấy không? Anh nói rồi. Từ chấp bút với là từ ghi lại những cái gì mà người ta nói từ từ xưa. Thôi được rồi. Thôi anh tặng em cuốn sách này luôn nè. Ừ, con Cảm ơn anh nha. Sách đẹp quá. Cảm ơn anh. Thôi mình uống cà phê nha. Ok à.